Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh Tiếp Ca. Trước mặt chúng ta là món đồ chơi cho những người mà theo khảo sát của chúng tôi thường là rất kín tiếng và thời gian cân nhắc để sở hữu có lẽ là chỉ tính bằng giây. Mẫu Lexus GX550 thế hệ hoàn toàn mới năm 2024. Vậy thì chiếc xe này có cái gì đáng để bàn luận? Nó có cái gì khác biệt so với các đối thủ ngang giá đến từ châu Âu hay là với các mẫu xe khác trong gia đình? Chúng ta cùng nhau trải nghiệm trong video ngày hôm nay. Thông tin đầu tiên mà chúng ta có thể bàn luận đó chính là thiết kế tổng thể và hệ thống khung gầm. Thì thế hệ mới này lột xác hoàn toàn so với thế hệ trước. Không biết là quan điểm của quý vị thì sao, nhưng mà cá nhân tôi thấy thì nó góc cạnh, trẻ trung và trông có vẻ năng động hơn rất nhiều. Tổng chiều dài của xe bây giờ là khoảng gần 5m, có nghĩa là tăng khoảng nửa gang tay so với thế hệ trước. Và bây giờ nó nằm trong phân khúc của dòng SUV cỡ lớn. Một thông tin rất quan trọng với bất kỳ ai muốn sở hữu mẫu xe này, đó chính là kết cấu khung gầm sử dụng nhiều thép da cường hơn, đặc biệt là ở phần khoang người ngồi, giúp bảo vệ người ngồi ở bên trong an toàn hơn. Và một chi tiết nhỏ thôi, ví dụ như là capo là hợp kim nhôm. Và việc sử dụng vật liệu mới giúp cho kết cấu khung gầm cứng vững hơn, tối ưu trọng tâm của xe. Và theo công bố thì chiếc xe này có giới hạn chịu đựng nghiêng theo chiều ngang lên tới 44 độ. Khác với nhiều mẫu xe SUV ngang giá đến từ châu Âu thì chiếc xe này vẫn sử dụng kết cấu khung gầm rời, kết cấu khung gầm truyền thống của dòng xe này. Và chiếc xe này sử dụng một cái động cơ hoàn toàn mới, có mã động cơ tương tự như là mẫu LX600, một mẫu xe đầu bảng trong gia đình của Lexus. Đây là động cơ xăng 3.5 V6 turbo kép, công suất lên tới 349 mã lực và sức kéo là 650 Nm. Những con số thực sự khủng khiếp. Và đặc biệt là cái sức kéo đạt được ở số vòng tua rất thấp, khoảng từ 2.000 vòng một phút. Như vậy là riêng về sức kéo thì động cơ này còn lớn hơn, tối ưu hơn so với nhiều dòng xe cỡ lớn đến từ châu Âu. Đi cùng động cơ này là hộp số tự động 10 cấp, dẫn động 4 bánh và có vi sai trung tâm. Thông tin thêm về động cơ 3.5 V6. Theo các chuyên gia ở các gara đối tác của chúng tôi thì động cơ V6 là loại động cơ rất tối ưu về mặt kích thước cũng như là độ êm ái khi mà vận hành. Về kết cấu gầm thì có một vài điểm rất đáng lưu ý. Hệ thống treo trước là độc lập xương đòn kép và phía sau là liên kết 4 điểm. Và đi cùng với đó là hệ thống giảm xóc thích ứng, có nghĩa là có thể điều chỉnh độ cứng, mềm theo điều kiện vận hành và theo sở thích của người lái. Một chi tiết kỹ thuật cũng thú vị đó chính là lò xo giảm xóc có thiết kế 2 tầng. Tầng trên với những vòng xoắn mau hơn tạo cảm giác mềm mại khi mà tải nhẹ. Và tầng dưới thì với những vòng xoắn thưa hơn để tạo cái cảm giác cứng vững hơn khi mà tải nặng. Cả phanh trước và phanh sau đều là phanh đĩa thông gió. Nhưng điều mà chúng tôi băn khoăn đó chính là trọng lượng không tải của mẫu xe này tăng tới khoảng 170 kg so với thế hệ trước đó. Và điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tính năng vận hành? Chúng ta cùng nhau trải nghiệm ngay bây giờ. Điểm đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó chính là tư thế ngồi lái và cái sự thân thiện. Mặc dù tôi không phải là người quá cao lớn, nhưng mà tôi có thể nhìn thấy rõ được nóc của những chiếc xe bán tải đang di chuyển xung quanh. Điều này đồng nghĩa việc là tư thế ngồi lái của chiếc xe này rất là cao, chúng ta sẽ có một cái tầm quan sát rất tốt. Và ngoài ra tầm quan sát ở hai bên góc chữ A cũng rất thoáng. Và đây chính là cái điểm nổi trội của nhiều dòng xe của Lexus hay là của Toyota trong những năm gần đây. Theo khảo sát ban đầu của chúng tôi thì giả sử như là chúng ta hỏi 10 người chủ nhân của chiếc xe này rằng là anh hay là chị có mang xe đi off-road hay không, thì tôi khẳng định là sẽ có ít nhất 9 người trong số đó trả lời là không. Vậy thì với tệp khách hàng như vậy, chiếc xe này sẽ đáp ứng nhu cầu của họ như thế nào? Khía cạnh đầu tiên và cũng là điểm sáng của mẫu xe này mà tôi muốn chia sẻ đó chính là hệ thống động lực, hay nói cách khác là động cơ, công suất lên tới gần 350 mã lực và sức kéo lên tới 650 Nm. Nhưng một điểm khác biệt nữa đó chính là cái số vòng tua mà chiếc xe đạt được sức kéo tối ưu ở mức chỉ khoảng 2.000 vòng một phút. Đây có thể nói là một điều rất khó có thể tưởng tượng trên một động cơ xăng. Ngay khi mà nhấn nhẹ chân ga thì chiếc xe cũng đã có một sự bứt phá rất tốt. Và theo đánh giá của chúng tôi trên đường giao thông thực tại Việt Nam, chiếc xe này cho khả năng tăng tốc có thể nói là rất bứt phá. Từ 0 đến 50 km/h chỉ trong khoảng 3,2 giây và từ 0 đến 100 km/h trong vòng khoảng 7,4 giây. Rất sát so với mức mà nhà sản xuất công bố. Và đây chính là một trong những chiếc xe địa hình mà có khả năng tăng tốc ấn tượng đầu bảng mà chúng tôi từng đánh giá. Xin được chia sẻ thêm là chiếc xe này có trọng lượng gần 2,6 tấn. Thế mà nó tăng tốc rất lanh lẹ và cảm giác rất thanh thoát. Chắc hẳn là những quý vị mà có cái sự am hiểu về động cơ, chúng ta đều thừa nhận với nhau rằng động cơ V6 có cái thiết kế cũng như là cái kết cấu để tối ưu cái sự mượt mà, lại còn kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Bây giờ có lẽ là tôi sẽ thử một cái cú tăng tốc sát sàn và chúng ta cùng cảm nhận. Có thể nói là động cơ và hộp số kết hợp với nhau siêu mượt. Chiếc xe này có tới 6 chế độ lái cho chúng ta lựa chọn. Cái điểm mà tôi cảm thấy hài lòng đó chính là về cái sự khác biệt giữa các chế độ lái.
nó có thể là không quá khác biệt như một số dòng xe sedan thể thao. Tuy nhiên, cái chế độ lái mà có thể là khiến cho nhiều quý vị đam mê Lexus cảm thấy bất ngờ, đó chính là chế độ lái Sport Plus. Chúng ta cùng trải nghiệm một chút. Tôi vừa thử cho chiếc xe hoạt động ở chế độ Sport Plus, thì ngoài việc là chân ga nhạy bén hơn, tăng tốc có thể nói là bứt phá hơn, thì còn có một thứ mà kích thích hơn nữa, đó chính là hệ thống âm thanh của ống xả. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì những khách hàng truyền thống của Lexus trong nhiều năm qua vốn khá là trầm tính và ít phô trương, cho nên là cái tiếng ống xả trầm ấm và nghe rất là phấn khích này có thể chúng ta cảm thấy không quan tâm lắm. Nhưng mà những chiếc xe Lexus ngày nay, đặc biệt là mẫu xe này, đã được thiết kế trẻ hóa hơn rất nhiều, khiến cho những quý vị trẻ tuổi chúng ta sẽ cảm thấy phấn khích hơn, hào hứng hơn khi mà điều khiển xe, đặc biệt là trên xa lộ. Khi mà có ý định chọn một chiếc xe Lexus thì chắc hẳn là nhiều quý vị sẽ quan tâm đến một trong những yếu tố, đó chính là khả năng cách âm hay là sự tinh tế. Về khía cạnh này thì có lẽ là chúng tôi sẽ không dùng nhiều những mỹ từ nữa, mà những con số sẽ nói lên tất cả. Theo thiết bị chuyên dùng của chúng tôi thì ở tốc độ 50 km/h, chỉ số độ ồn đo được là khoảng 52 đến 53 decibel, và tốc độ 100 km/h, chỉ số độ ồn đo được là khoảng 59 đến 60 decibel. Đây chính là những chỉ số độ ồn thấp nhất của một chiếc xe mà chúng tôi từng đăng tải trên kênh Tipcar. Cho dù là có di chuyển trên địa hình nhám, đường mấp mô hay là đi qua những ổ gà, thì đều không có bất kỳ một tiếng ù hay là tiếng kêu lạ nào bên dưới gầm xe. Đặc biệt là tiếng ù, đây chính là cái thứ mà nhiều người có thể sẽ dị ứng, thì chiếc xe này cũng đều không có, gần như không có. Ngay cả khi mà di chuyển tốc độ lên tới hơn 100 km/h, thì đều không có tiếng rít gió ở hai bên cột A. Bây giờ thì chúng tôi đang di chuyển trên quốc lộ 6 cũ, một cung đường mà đã bị nhiều người lãng quên ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Con đường này thì đã bị xuống cấp nghiêm trọng với hàng trăm hàng nghìn ổ gà. Tuy nhiên là khi mà di chuyển trên con đường này thì chúng ta có thể cảm nhận trực tiếp không có tiếng ù ở thân vỏ, không có tiếng ồn hay là tiếng kêu lạ ở bên dưới gầm xe. Âm thanh duy nhất mà chúng ta có thể cảm nhận đó chính là tiếng quạt gió điều hòa ở mức số 1, có nghĩa là mức thấp nhất. Về trang bị an toàn thì Toyota và Lexus đầu tư rất mạnh tay trong những năm gần đây, và chiếc xe này cũng không phải ngoại lệ. Trang bị an toàn nổi bật trên mẫu xe này đó chính là gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn thông minh. Tuy nhiên là trong chương trình ngày hôm nay, nếu như mà chúng tôi đánh giá lần lượt từng công nghệ an toàn thì nó sẽ là dư thừa, bởi vì là nó đã quá quen thuộc rồi và lại tốn thời gian của quý vị. Về hệ thống lái thì đây là một chiếc xe có hệ thống lái trợ lực vừa phải và mức độ linh hoạt cũng ở mức vừa phải. Cụ thể là số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải là khoảng 3,2 vòng. Như vậy là sẽ phù hợp với địa hình hỗn hợp nhiều hơn. Còn về mức độ trợ lực thì cho dù là chạy tốc độ thấp hay là tốc độ rất cao trên xa lộ thì vô lăng cũng có cái độ đầm vừa phải. Có nghĩa là chiếc xe này sẽ phù hợp với những quý vị mà đang tìm kiếm một người bạn đồng hành, mà để chúng ta có một cảm giác thư giãn nhất cho dù là di chuyển trên đường hỗn hợp hay là trên xa lộ. Một khía cạnh khác mà cũng là đặc trưng của các dòng xe gầm cao của Lexus đó chính là hệ thống treo. Thì hệ thống treo của chiếc xe này có hơi hướng là mềm mại và êm ái. Trong một số điều kiện, ví dụ như là di chuyển trên đường cao tốc với tốc độ rất cao chẳng hạn, thì đôi khi chúng ta vẫn cảm nhận được một chút cái sự bồng bềnh. Có thể là hầu hết những ai mà mua xe này thì sẽ không có nhu cầu đi off-road. Tuy nhiên là chiếc xe này không phải là không có vũ khí để chúng ta đi off-road. Ví dụ như là chúng ta có thể quan sát thấy là hệ thống camera để quan sát bên dưới gầm xe. Tiếp đó là tất cả những nút bấm để phục vụ off-road chúng ta đều có thể kích hoạt bằng một đầu ngón tay. Ví dụ như là khóa phi sai trung tâm, hay là kích hoạt chế độ L4, có nghĩa là hai cầu chậm. Chỉ có một chút đáng tiếc, đó chính là chiếc xe này không có khóa phi sai cầu sau. Theo quan điểm của tôi, với những người mà sử dụng mẫu xe này thì như thế này là đủ. Bây giờ thì chúng tôi đang chinh phục một cái đỉnh đồi có thể nói là rất gắt và cỏ thì trơn trượt. Số vòng tua đang ở mức khoảng 1.500 đến dưới 2.000 vòng một phút. Dốc ngược luôn. Hệ thống lái cũng nhẹ nhàng. Đi off-road, chinh phục đỉnh đồi gắt như thế này mà như là thư giãn vậy. Tôi sẽ thử dừng giữa dốc xem sao. Hệ thống khởi hành ngang dốc đang làm việc. Lại từ từ tiến lên. Một chiếc xe nặng gần 2,6 tấn, moment xoắn lớn lên tới 600 Nm ở số vòng tua khoảng 2.000 vòng một phút. Nó quá lợi hại. Chúng tôi đã lên đỉnh đồi. Rất nhẹ nhàng, rất từ tốn. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trải nghiệm tính năng vận hành của mẫu xe Lexus GX550 thế hệ hoàn toàn mới năm 2024. Bây giờ đến một phần mà có lẽ là tôi đoán rằng
tất cả những chủ nhân của mẫu xe này sẽ không quan tâm lắm, đó chính là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình. Sau khi mà trải nghiệm rất nhiều những dạng địa hình khác nhau, thì mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chúng tôi đo được là khoảng 16 lít trên 100 cây. Với cỗ máy 3.5 V6 sức mạnh như vậy thì chúng tôi cho rằng là cũng rất hợp lý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá một chút về những cái trang bị nổi bật ở phần ngoại thất. Nổi bật đây đó chính là hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng toàn bộ công nghệ LED đa khoang, và hệ thống đèn chiếu sáng này bật tắt hoàn toàn tự động, tự cân bằng góc chiếu, điều chỉnh pha cốt thông minh. Và cường độ chiếu sáng thì sao? Bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng quan sát và tự đánh giá. Theo quan điểm của chúng tôi thì cường độ chiếu sáng ở mức xuất sắc. Và ngoài ra thì hệ thống đèn chiếu sáng này còn có đèn chiếu góc để hỗ trợ chúng ta khi mà vào cua. Trang bị tiếp theo đó chính là kính cửa sổ hai lớp có khả năng cách âm. Và ngoài ra, một chi tiết ấn tượng ở phần ngoại thất đó chính là la răng kích thước tới 22 inch. Chi tiết mà tôi cảm thấy chưa hoàn hảo về mặt ngoại thất đó chính là bộ gạt mưa được thiết kế lộ hẳn lên trên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm rất nhanh ở bên trong nội thất xe. Điểm hài lòng đó chính là thiết kế tổng thể, nhìn nó hiện đại nhưng mà tạo cảm giác rất thân thiện, và đặc biệt là cái tư thế ghế ngồi. Quý vị có thể quan sát thấy tôi đang ngồi đây, cảm giác rất thoải mái. Cảm giác như là chúng ta đang ngồi trên một chiếc xe mà chúng ta đã sở hữu từ lâu vậy. Và tất cả những cái chi tiết được thiết kế đều rất là dễ quan sát và rất dễ sử dụng. Có thể nói là riêng về mặt công thái học thì chúng tôi đánh giá rất cao mẫu xe này. Tiếp đó là về mặt chất liệu thì có lẽ là ngay kể cả những quý vị khó tính nhất chúng ta cũng không thể phản nàn được đâu. Chất liệu da rất mềm, da cao cấp, và ghế ngồi được trang bị cả hệ thống sưởi ấm hay là thông gió. Và một điều mà chắc hẳn là nhiều quý vị khi mà mua xe mới sẽ quan tâm đó chính là mùi chất liệu. Thì khi mà bước vào chiếc xe này chúng ta sẽ không thấy bất kỳ một cái mùi nào, không có mùi luôn. Và đây chính là cái yếu tố mà tôi cho rằng là sẽ tác động rất là tốt đến cái tâm lý của chúng ta khi mà đi đường xa. Tiếp đó là điều hòa có chức năng lọc bụi mịn Nano X, lọc bụi phấn hoa. Và sau khi tìm hiểu thì tôi còn được biết là hệ thống điều hòa có hai tầng rõ rệt. Tầng trên thì khô hơn để giúp cho kính xe không bị đọng xương. Còn tầng dưới thì ẩm hơn để giúp cho người ngồi trong xe có cái cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn. Ngoài ra, một yếu tố nữa cũng rất là hay đó chính là hệ thống điều hòa này còn tự động điều chỉnh chế độ lấy gió khi mà hệ thống cảm biến nhận thấy rằng là nồng độ oxy ở trong xe đang giảm xuống và có hại cho sức khỏe. Tiếp đó là hệ thống nghe nhìn và giải trí. Thì màn hình này có kích thước là 14 inch. Và màn hình này cũng có kết nối Apple CarPlay hay là Android Auto. Đi cùng với màn hình này là hệ thống âm thanh cao cấp của Mark Levinson với 21 loa. Và với tôi, một người mà không quá sành về âm thanh, thì tôi cho rằng hệ thống âm thanh này xuất sắc. Tuy nhiên là trên một chiếc xe ấn tượng và hiện đại thế này thì cũng có một số chi tiết mà tôi cảm thấy khó hiểu hoặc là chưa hài lòng. Cái khó hiểu đầu tiên đó chính là cái chốt khóa cửa. Không hiểu là cái chốt này nó đã có lịch sử bao nhiêu năm và nó vẫn tồn tại. Tiếp đó ở vị trí này có một cái chi tiết mà tôi cảm thấy rất thích. Đó chính là một cái hộp lạnh có thể đựng được khoảng 6 chai nước để phục vụ gia đình. Nhưng bên cạnh cái hộp lạnh này thì có một chi tiết mà tôi cảm thấy không vừa lòng, đó chính là khay sạc không dây. Quý vị hãy quan sát, khay sạc này có một cạnh vát. Khi chúng ta đặt điện thoại vào thì nó bị lệch thế này, nhìn nó không đẹp mắt. Và đặc biệt khi mà chúng ta đậy cái nắp này xuống thì cái việc đặt điện thoại vào hay lấy điện thoại ra nó không thuận tiện cho lắm. Cả hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba đều có không gian rộng, thoải mái cho người lớn. Các tiện ích ở hàng ghế thứ hai rất đầy đủ. Tuy nhiên là hàng ghế thứ ba tôi cảm giác là nó hơi mỏng và hơi thấp. Chính vì vậy mà với người lớn thì không được thoải mái cho lắm. Nhưng bù lại là lưng hàng ghế thứ ba có thể điều chỉnh độ ngả bằng điện. Cá nhân tôi thì cho rằng là hàng ghế thứ ba trên chiếc xe này chỉ mang tính chất là dự phòng thôi. Còn chắc hẳn là những chủ nhân của mẫu xe này sẽ ít khi dùng tới. Mà thay vào đó chúng ta sẽ gập xuống để chở đồ, gập hoàn toàn bằng điện. Bởi vì là khoang hành lý tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ khoảng 25cm. Tuy nhiên là ở đây có một chi tiết nhỏ mà thú vị, đó chính là cổng sạc 220V, 100W để chúng ta có thể thoải mái sạc máy tính hay là thiết bị di động khi mà di chuyển trên đường. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trải nghiệm chi tiết chiếc xe Lexus GX550 thế hệ hoàn toàn mới năm 2024. Mặc dù là có một vài tiểu tiết mà chúng tôi cảm thấy chưa thực sự hài lòng, nhưng mà nhìn chung là chúng tôi cảm thấy thỏa mãn. Và để kết luận một câu cuối cùng về chiếc xe này thì chúng tôi có thể khẳng định nó sẽ là lựa chọn của những quý vị mà không muốn quá phô trương, nhưng mà sẽ khiến cho tất cả những chiếc xe đối thủ phải nể cho dù là xuất hiện ở bất kỳ đâu. Và đó là toàn bộ chia sẻ của chúng tôi. Còn ý kiến của quý vị thì sao? Quý vị đánh giá sao về mẫu xe này? Nó có thực sự hấp dẫn và đáng tiền hay không? Chúng ta cùng nhau chia sẻ ý kiến bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình
và rất mong được gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Tiếp Ca.